Nhắc bạn cái kêu hồi nãy rồi đi nhá. Là rồi, đi rồi, không rồi. Bỏ lý do chi là anh em sẽ rồi chân thổ công ty là mình gặp ở nhà. Bây giờ chắc rồi nhá. Mãi cho đến bắt được ở đâu đông tình để đi làm ở đâu mới đi đấy một con đấy em là không mang cái giấy tờ đi theo ấy, để đi đường từ ngày hôm qua đến giờ ra quân tôi là lập biên bản và xử lý các người dân đi ra đường không nhằm cái mục đích về các cái mặt hàng thiết yếu đừng mấy hóa đi về liên tục á đi là liên tục có giấy này thì phải phạt ta thôi điểm này có bốn đấy anh nhớ để trong là để kiểm soát cái lượng người và phương tiện đi lại trên địa bàn phường thì phường đã thành lập một cái chốt để kiểm soát tất cả các cái trường hợp mà có nghi ngờ mà ra đường không khi không có việc cần thiết thì tiến hành kiểm tra và có cái xử lý vi phạm đồng thời thì tổ tuần tra cơ động trên địa bàn phường để xử lý một số cái trường hợp mà vẫn cố tình ra đường khi không có cái việc cần thiết. Đặc biệt là trên địa bàn thì có cái tuyến đường rừng tổ là cái tuyến đường giáo với cái đường 72m rồi khu công nghiệp Vship rồi khu công nghiệp Bắc Vinh rồi khu công nghiệp Đông Vinh cho lượng người đi lại cũng khá đông. Sáng nay thì thực hiện kiểm tra thì cơ bản là các cái người đi trong cái tuyến đường thì có giấy tờ nhưng vẫn còn một số là công dân á, là đi ra ngoài đường không có việc cần thiết thì phường đã tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm. Phạt em này, mời em cái này nhé.